Hello. Bái. Trời, hồi nãy cô có đang giải thích. Con đang vẽ về thời tiết, đó là về trời mưa, và con thích về trời mưa. Và con giải thích lý do tại sao con thích trời mưa. Con nói cô nghe với. Why do you like rainy season? Dance. Okay. Bởi vì trời mưa không phải múa. Vì từ bởi vì trong tiếng Anh con sẽ gọi là because. Yes, rồi và nhớ từ đó ha. Để mai mốt con giải thích muốn giải thích điều gì và vì lý do gì mình sẽ có từ because. Nhớ ha. Đi đâu đấy? Rồi, so this is Ngọc Anh ơi, bỏ cô rồi. Sắp xong rồi, hết phần này thôi. Rồi, bây giờ cái phần số 2, con sẽ nghe và điền từ vào chỗ trống và có một ví dụ cho sẵn ha. Xong phần này đi rồi tôi muốn đi đâu đó đi, ok. Rồi, con có các câu từ 1 đến 5. Câu số 1 người ta yêu cầu con điền cái gì? Câu số 1 người ta đến tuổi. Tuổi. Số 2, where he works. Yêu cầu con điền cái gì? Tên đền. Where he works. Where có nghĩa là ở đâu. He works là anh ấy làm việc. Thì đây, anh ấy làm việc ở đâu. Con sẽ có câu số 2. Rồi, câu Ở số 3. văn phòng. How many days he worked. How many là mình biết là tí thì mình phải điền số hay chữ. Là số. Ủa, đúng rồi. Rồi, what he does at weekend. Là anh ấy làm Play. cuối tuần và what sport he plays, ok. Rồi bây giờ Ngọc Anh sẵn sàng để nghe phần số 2 chưa? Phải tập trung mới nghe. Rồi ạ. Còn con vẽ bậy lên màn hình là tiếng không có nghe được đâu. Bây giờ cô mở Tôi nha. với em rồi. Ok. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, John. Tell me about your brother, please. Okay. What can I tell you? Well, what's his name? It's Mark. Mark. Yes. Mark. Can you see the answer? Now you listen and write. One. How old is Mark? He's 17 now. Oh, 17. Two. Is Mark at school? No, he works now. He works in a library. Three. Does he work at the weekend? No, he doesn't work on Saturdays, Sundays, or Wednesdays. Oh, he only works 4 days a week. Yes. Four. What does he like doing at the weekend? He always goes to the cinema. Does he take you with him? Sometimes. Five. Does he do any sport? He likes watching soccer, but he doesn't play. He plays table tennis every Wednesday. Now listen to part two again. One. How old is Mark? He's 17 now. Đúng, Oh, 17. 17, đúng, chính xác. Số 2. Two. Where Is he Mark works. at school? No, he works now. He works in a library. He works at the library. Where's library? Where's library? Nó phải ở thôi.
Thôi gì đâu, ở library mà. Biết rồi. Library. Rồi số 3, how many days he works? Three. Does he work at the weekend? No, he doesn't work on Saturdays, Sundays, or Wednesdays. Oh, he only works 4 days a week. Yes. 4 days, chính xác. 4 days nhưng mà thiếu. 4 days là số ít hay số nhiều? Hơn nhiều. Số nhiều thì từ đây phải có S. Đúng rồi. Tiếp theo. Four. Cinema. What Cinema. does he like doing at the weekend? He always goes to the cinema. Does he take you with him? Sometimes. Go to the cinema or movie theater. Này con viết xấu quá, con đọc không có được. Từ này cứ không biết sao đây, viết lại cho cô từ cuối ha. Rồi. Môn cuối cùng. Five. Does he do any sport? He likes watching soccer, but he doesn't play. He plays table tennis every Wednesday. Table tennis. Biết đúng chính tả chưa? 17, đúng rồi. Ở library. Sao con nghe sao mà mình ra cửa hàng đồ chơi luôn. Toy store, không biết luôn. 4 days. To the cinema. Ở đây người ta nói cinema thì mình phải điền cinema ha. Còn khi nào người ta nói cho con là movie theater thì mình phải điền movie Điền cả hai, con điền cả hai. theater. Điền cả hai là bị dư rồi, là mình bị trừ điểm đó. Còn table tennis sai chính tả. Tennis đúng rồi còn gì cô, thiếu Sai mất một chữ bờ. đã. Tennis mấy chữ n? Tennis á, hai chữ nở, Đâu, cô thấy có một chữ hai n. chữ ẩn hai, Một cái chưa? Có một chữ n. Sai. hai một chữ nở nho nhon ở đây còn gì. Đấy. Ăn gian quá. Sao cô không? Rồi. Con thấy là hai chữ n nhưng mà cô đọc cô chấm bài là cô thấy chỉ có một chữ n thôi, vậy là sai nhé. Mốt làm bài kỹ nha. Rồi bạn Ngọc Anh có câu hỏi gì cho cô không? Có câu hỏi gì cho cô không? Không, Rồi, về phân xong số rồi cô. 3, 4, 5 là bữa sau mình sẽ học. Rồi bây giờ quay lại phần này một chút. Ở đây chọn thêm một thời tiết mà con ghét, con không thích. Choose the weather that you don't like và tell me why. I don't like Why you don't like sunny day? but it's so hot. It's so hot, it's Because, too but it's so hot. But it's so hot and I do dance. I dance. You dance? Bởi vì con How phải do you múa mà dance? chưa Con nào. nhảy vào trời nắng hả? How What? do Con múa bài múa kèo ấy ạ. you dance? Rồi. How do you do that in school? Cho cô xem với, nhảy giúp cô xem với. Con không có ghi Bây lại hình ảnh. giờ mình nhảy cũng được mà. Vâng, múa tập. 5 phút thôi. You do it. No. Không. Why? Không. Tại sao? Không dám. Rồi bữa sau quay nhớ nha, bữa sau trình diễn gì trong trường là cho cô xem với nha. Ok. Không. Không. Sao? Không. Không được. Không, không thích. Không thích Không hả? thích, không thích. Thôi cô buồn luôn. Nhọc ngầu anh hay nói cô là con thích nhảy mà giờ không cho cô xem. Kỳ quá. Right, so Rồi, học xong. now học xong rồi. So I will see you on Thursday, okay? Bye bye, bye bye, bye bye, Bye bye bye. bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.